bấm không, không, không cần nút đèn, em bấm nút đỏ này thôi. Rồi, nhấn một nút thôi. Tự động ngắt. Rồi tự động ngắt. Nhấn đi. À, thả đây. Tự động nó đầy là nó phải ngưng ra. Đó, rồi em lấy khoan, em lấy cái chai kia thay thế. Đúng rồi. Lấy cái chai mới vô. Thì đút cái kéo cái chai kia ra cho ra đó vô. À, xếp vô đây. Tiếp tục. Rồi mình nhấn. Đó, giờ nó tự động rồi nên khỏe. Không không có cần phải giống như hồi nãy anh đó, lấy cái mới chai mới cho vô. Giờ tự động còn khỏe lắm. Cái hồi nãy ngồi canh mệt lắm, sợ thấy mồ nhiều khi mình lố tay á. Chứ đúng là nó như vậy á. Tại anh chế máy mà. Nguyên dàn anh chế đó. Nào dính mép rồi lấy cái khăn lau. Thank you.